Radio Tin Mừng xin kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Đức Kitô và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình thứ ba, 13 tháng 2 2018. Tin Công Giáo, suy niệm lời Chúa, đời sống các thánh, bán động trong ngày. Muôn đời vẫn tin riêng thần con. Ave, Ave, Ave Maria. Muôn đời vẫn tin riêng thần con. Tin Công Giáo hôm nay gồm một số tin sau đây. 5 năm kể từ khi Đức Benedicto 16 từ chức. Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp do Đức Thánh Cha Francisco làm phép đang đặt tại Thái Hà. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ được tổ chức tại Panama từ 22 đến 27 tháng 1 2019. Lời khuyên của Đức Tổng Giám mục Krakow Marek Jędrzejczyk về Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2019 tại Panama. 14 giám mục Malaysia, Singapore, Brunei viếng tòa thánh. Thuộc Hội đồng Giám mục Liên Quốc gia Malaysia, Singapore, Brunei đã có chuyến viếng thăm Edlimina đến tòa thánh vào ngày 8 tháng 2 2018, theo nghĩa vụ mà giáo luật đòi hỏi các giám mục trên toàn thế giới 5 năm viếng tông tòa một lần. Ba quốc gia này có tổng cộng 1.174.000 tín hữu Công Giáo. Malaysia có 850.000, Singapore có 303.000 và Brunei 21.000 tín hữu. Hội đồng Giám mục Liên Quốc gia đã báo lại vị thế của giáo hội ở các quốc gia này, cũng như các hoạt động mà giáo hội thực hiện, bao gồm một vụ giới trẻ, chăm sóc y tế và truyền thông thông tin. Trong số 14 giám mục trên, có 12 giám mục và tổng giám mục của Malaysia, một tổng giám mục của tiểu đảo quốc Singapore và một đại diện tông tòa của Brunei. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ được tổ chức tại Panama từ 22 đến 27 tháng 1 2019. Sau khi đọc kinh truyền tin với khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Francisco đã chính thức công bố ngày Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ được tổ chức tại Panama, Nam Mỹ Châu vào ngày 22 đến 27 tháng 1 2019. Cùng với hai bạn trẻ đứng bên ngoài, Đức Giáo Hoàng đã dùng máy tính bảng ghi danh tham dự đại hội. Ngài nói, đây tôi đã ghi danh làm khách hành hương tham dự ngày Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Tôi mời gọi các bạn thanh thiếu niên trên toàn thế giới sống biến cố ân sủng, huynh đệ với đức tin và tinh thần phấn khởi, bằng cách hoặc đi Panama hoặc tham dự biến cố này cùng với cộng đồng của quý bạn. Ngay từ bây giờ, khách hành hương có thể ghi danh trực tuyến tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới như Đức Thánh Cha đã làm. Lời khuyên của Đức Tổng Giám mục Krakow Marek Jędrzejczyk về Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2019 ở Panama. Vào tháng 7, 2016, hàng trăm ngàn thanh thiếu niên từ khắp nơi trên thế giới đã gặp Đức Thánh Cha tại Krakow cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Ở đó, họ quyết định gặp lại nhau ở Panama vào tháng 1, 2019. Đức ông Marek Jędrzejczyk, hiện là Tổng Giám mục của Krakow, có lời khuyên cho những người tham dự trong tương lai. Đức Tổng Giám mục nói, tôi khuyên các bạn trẻ nên chuẩn bị tốt cho cuộc gặp gỡ này. Nó không thể chỉ là một sự kiện trong 2, 3 hoặc 4 ngày sau đó rồi xong. Đó là cơ hội để chuẩn bị thông qua việc đào sâu đức tin của chính mình. Từ những ngày ở Krakow, Đức Tổng Giám mục đặc biệt ghi nhớ niềm vui của những người tham dự và hai cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco. Là Đức Tổng Giám mục của Krakow, Đức ông Jędrzejczyk cũng là người kế nhiệm vị bảo trợ Ngày Giới Trẻ Thế Giới, Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Đức ông Marek Jędrzejczyk, Tổng Giám mục Krakow, cho biết, đối với những người trẻ, Ngài giống như một người cha, Ngài yêu thương họ và cũng đồng thời mong đợi nhiều ở họ. Họ biết Ngài hy vọng họ sống một cuộc sống thanh thản, tôn trọng các quy tắc lương tâm luân lý, đồng thời khi Ngài yêu họ, Ngài tin tưởng vào họ. Đức Tổng Giám mục Ba Lan nói rằng một số lời khuyên từ Đức Gioan Phaolô đệ nhị mà Ngài trân trọng đó là cụm từ, đừng sợ. Đây là lời khuyên bổ ích cho cả người trẻ lẫn người già.
5 năm kể từ khi Đức Benedicto XVI từ chức, đến bây giờ đã là 5 năm kể từ khi Đức Benedicto XVI tuyên bố để lại thế giới không nói nên lời. Ngày ấy diễn ra vào lúc 11:45 ngày 11 tháng 2 2013. Đức Benedicto XVI ngày 11 tháng 2 2013 đã nói: "Do cao tuổi, tôi không còn thích hợp để thực hiện đầy đủ sứ vụ của Thánh Phêrô." Thông báo bằng tiếng Latin đã khiến các vị hồng y trong điện tông tòa không nói nên lời. Hai ngày sau, trong lần xuất hiện đầu tiên của mình, Đức Benedicto lặp lại tuyên bố từ chức và cung cấp thêm chi tiết. Ngày 11 tháng 2 2013, Đức Benedicto XVI đã nói: "Anh chị em thân mến, như anh chị em đã biết, tôi đã quyết định, cảm ơn sự thông cảm của anh chị em, tôi đã quyết định từ chức sứ vụ mà Chúa đã ủy thác cho tôi vào ngày 19 tháng 4 2005. Tôi đã làm như vậy với sự tự do hoàn toàn vì lợi ích của giáo hội. Tôi đã đi đến kết luận này sau khi cầu nguyện một thời gian và kiểm tra lương tâm của tôi trước Thiên Chúa. Tôi biết rõ mức độ nghiêm trọng của hành động này, nhưng cũng thừa nhận rằng tôi không chuẩn bị để thực hiện sứ vụ của Thánh Phêrô với sức khỏe đòi hỏi." Cha Federico Lombardi, chủ tịch quỹ Ratzinger cho biết, Đức Benedicto cầu nguyện và suy niệm, Ngài đã hành động sâu sắc trong một thời gian dài và chu đáo về khả năng thực hiện trách nhiệm của mình đối với sự cai quản giáo hội. Sự từ chức ngôi vị giáo hoàng có hiệu lực vào ngày 28 tháng 2, lúc 8 giờ tối. Ở Roma, nó đã được báo hiệu bởi sự rút lui của đội ngũ vệ binh Thụy Sĩ, những người lại một lần nữa được tùy ý sử dụng của các hồng y. 5 năm sau, điều gây sốc vào thời điểm ấy đã được chấp nhận. Cha Federico Lombardi, chủ tịch quỹ Ratzinger, cho biết thêm, "Đôi khi tôi tự hỏi rằng nếu Ngài không từ chức và vẫn tiếp tục phục vụ thì Ngài có thể làm gì với sức mạnh hiện tại? 5 năm sau khi từ chức, Ngài không thể làm bất cứ điều gì được mong đợi ở một vị giáo hoàng. Ngài không thể đi đây đó, tham dự các buổi lễ công cộng, tổ chức các cuộc họp dài hay nghiên cứu những quyết định khó khăn. Rõ ràng Ngài đã thực hiện đúng đắn, rằng Ngài đã làm điều hợp lý nhất cho Thiên Chúa và cho nhân loại." Đức Benedicto XVI trải qua một cuộc sống đơn giản, yên tĩnh trong một tu viện cũ trong công viên Vatican. Gần đây Ngài đã gửi một bức thư tới tờ Il Corriere della Sera của Ý. Trong đó, vị giáo hoàng đã viết rằng do sự suy giảm sức mạnh thể chất dần dần, Ngài đang có một cuộc hành hương về nhà. Sứ mệnh hiện tại của Đức Benedicto đang chứng tỏ vai trò của một vị giáo hoàng danh dự, một vị trí mà Ngài đã tạo ra và chắc chắn sẽ tiếp tục bởi những người kế nhiệm. Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp do Đức Thánh Cha Francisco làm phép đang đặt tại Thái Hà. Nhân cuộc kinh lược ngoại thường tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam diễn ra vào đầu tháng 2 2018 tại Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Cha Sebastian Dato, tổng cố vấn Dòng Chúa Cứu Thế, đã mang theo linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp do chính Đức Thánh Cha Francisco làm phép để tôn kính ảnh mẹ trong cuộc kinh lược. Hiện tại bức linh ảnh được đặt tại nhà thờ Thái Hà, trên bàn thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lâu nay vẫn được tôn kính. Được biết, nhân năm thánh kỷ niệm 150 năm, 1866-2016, bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được Đức Thánh Cha Pio thứ 9 trao cho Dòng Chúa Cứu Thế với lời mời gọi: "Hãy làm cho mọi người biết đến mẹ." Một tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đã họa lại 12 bức ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp theo nguyên bản. 12 bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp này đã được ban tổ chức năm thánh Mẹ Hằng Cứu Giúp mang đến quảng trường Thánh Phêrô trong buổi yết kiến Đức Giáo Hoàng Francisco và được Ngài làm phép. 6 bức linh ảnh trong số 12 bức linh ảnh đã được trao cho 6 liên hiệp vùng Dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới để rước đến các tỉnh dòng. Theo cha giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Giuse Nguyễn Ngọc Bích, bức linh ảnh Dòng Chúa Cứu Thế được Đức Thánh Cha Francisco làm phép trao cho liên hiệp vùng Á Úc sẽ được để lại tại Việt Nam vĩnh viễn. Mời quý ông bà và anh chị em, những người con của Mẹ Hằng Cứu Giúp, hành hương đến với mẹ, khẩn cầu trước linh ảnh mẹ, hãy nhớ đến cầu nguyện với bức linh ảnh đặc biệt này. Nhà cầm quyền Trung Quốc ra lệnh cho các linh mục treo bảng cấm trẻ em vào nhà thờ. Nhà cầm quyền Trung Quốc đã nói, các nhà thờ sẽ không được phép hoạt động trừ khi họ đăng các bảng cấm trẻ em vào nhà thờ.
Kể từ khi các quy định mới của Trung Quốc đối với các vấn đề tôn giáo có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2, trẻ vị thành niên đã bị cấm vào các nơi thờ tự ở một số khu vực. Một linh mục ở tỉnh Hà Bắc yêu cầu được giữ kín danh tính nói với UCA News rằng giới cầm quyền đã yêu cầu các giáo sĩ ở một số vùng của tỉnh đăng các biển cấm trẻ em vị thành niên vào các địa điểm tôn giáo, nhà cầu nguyện và các cơ sở thờ tự khác. Họ cũng đe dọa các nhà thờ rằng sẽ không được hoạt động nếu từ chối đăng các bảng hiệu này, ngài nói. Một blogger viết rằng các địa điểm tôn giáo là địa điểm thứ ba theo sau các hộp đêm và các quán bar Internet, nơi trẻ vị thành niên bị các cơ quan chức năng cấm vào. Peter, một người công giáo ở miền Trung Trung Quốc, nói ông đã nhìn thấy những bảng như thế được dựng lên tại các nhà thờ ở Tân Cương. Ông nói rằng không có cơ sở pháp lý cho các quan chức cấm trẻ vị thành niên vào các địa điểm tôn giáo, và ông cáo buộc giới chức cầm quyền vi phạm hiến pháp của Trung Quốc. Khi trẻ vị thành niên vào quán bar Internet, chính phủ và cảnh sát nhắm mắt làm ngơ, tuy nhiên họ đang trở nên rất hà khắc trong việc cấm trẻ vị thành niên vào các địa điểm tôn giáo, thật là vô lý, ông nói. Ông Peter nói rằng hiến pháp rõ ràng quy định công dân có tự do tôn giáo, trong khi luật bảo vệ quy định thanh thiếu niên và trẻ em không thể bị phân biệt đối xử vì đức tin tôn giáo của họ. Ông nói rằng tuyên ngôn thế giới về quyền con người cũng quy định rằng cha mẹ có quyền giáo dục con cái của họ theo tôn giáo của mình. Trước các quy định này, chính quyền Cộng sản đã thắt chặt sự tập trung kìm kẹp của họ vào việc thực thi của các Kitô hữu. Tháng 8 vừa qua, UCA News báo cáo ít nhất 4 chính quyền khu vực đã ban hành các thông báo cấm trẻ em tham gia các nhóm Kitô giáo và tham gia vào những mối quan hệ khác. Con Chúa mà còn có lo chi bệnh tật, con có Chúa mà còn có lo chi không hạnh phúc. Dẫu đời lòng gian truân, dẫu đời lòng đau thương, dẫu đời lòng bon chen, con vẫn không lùi bước. Vì con có Chúa mà cuộc sống con không một mình. Vì con có Chúa mà còn mãi mê chi tìm vật chất. Tháng ngày cứ dòng ca chia sẻ những yêu thương, hát lời trái tim yêu rằng Chúa thương con thật nhiều. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 5 từ câu 17 đến câu 30. Nhưng Đức Giêsu đáp lại: Cho đến nay cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc. Bởi vậy, người Do Thái lại càng tìm cách giết Đức Giêsu, vì không những người phá luật Sa-bát lại còn nói Thiên Chúa là cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Thật, tôi bảo thật các ông, người con không thể tự mình làm bất cứ điều gì ngoại trừ điều người thấy Chúa cha làm. Vì điều gì Chúa cha làm thì người con cũng làm như vậy. Quả thật, Chúa cha yêu người con và cho người con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. Chúa cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người con cũng ban sự sống cho ai tùy ý. Quả thật, Chúa cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người con mọi quyền xét xử, để ai nấy đều tôn kính người con như tôn kính Chúa cha. Kẻ nào không tôn kính người con thì cũng không tôn kính Chúa cha đấng đã sai người con. Thật, tôi bảo thật các ông, ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử,
nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Thật, tôi bảo thật các ông, giờ đã đến, và chính là lúc này đây, giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa. Ai nghe thì sẽ được sống. Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người con được có sự sống nơi mình như vậy, lại ban cho người con được quyền xét xử, vì người con là con người. Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người con và sẽ ra khỏi đó. Ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống. Ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi. Làm theo ý Chúa Cha. Đức Giê-xu là Đấng được Chúa Cha sai đến. Cả cuộc đời người, người chuyên chăm thực hiện thánh ý Cha, cho đến mức chấp nhận cái chết thập giá. Thánh ý Cha là lương thực hàng ngày của Chúa Giê-xu, là lý do hiện hữu và của sứ mạng của Ngài. Điều này không hề có nghĩa rằng Đức Giê-xu không có ý riêng mình. Người vẫn có ý riêng như bất cứ ai, nhưng người hoàn toàn khép ý riêng mình vào trong ý Chúa Cha. Cha ơi, nếu Cha muốn, xin cho con khỏi uống chén này, nhưng đừng theo ý con mà xin theo ý Cha. Luca chương 22 câu 42. Tất cả mối quan tâm của Đức Giê-xu là làm cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Vì thế, Chúa Cha gọi người là con yêu dấu. Chúng ta không bác bỏ ý riêng, nhất là khi nó giúp ích trong việc xây dựng cộng đoàn. Tuy nhiên, phải chăng chúng ta thường quá coi trọng ý kiến của mình mà quên đi ý Chúa muốn mình phải làm gì? Mời bạn làm chứng cho sự vâng phục thánh ý Chúa bằng những lựa chọn và hành động cụ thể, chứ không chỉ bằng sự đồng ý suông của lý trí. Và đừng quên rằng, trăm nghe không bằng một thấy, và lời nói bay đi, gương bày lôi kéo. Hay như nhận định của chân phước giáo hoàng Phaolô thứ sáu, con người thời nay thích nghe các chứng nhân hơn các thầy dạy, và nếu họ nghe các thầy dạy thì cũng bởi vì các thầy dạy ấy là những chứng nhân. Hãy tập không bao giờ quyết định chọn lựa bất cứ gì chỉ vì lý do là ý của mình, chỉ theo ý mình khi xác tín rằng đó cũng là điều Chúa muốn. Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe thuộc cấp và biết vâng phục thượng cấp theo như thánh ý Chúa muốn. Chúa ơi, đời con tin thác nơi Ngài, xin hãy thương con, xin đừng để con xa Chúa. Con hằng tin yêu cuộc đời con luôn có Ngài. Chúa ơi, đời con tin thác nơi Ngài, xin hãy thương con, xin đừng để con xa Chúa. Dẫu muôn đớn đau quanh đời vẫn mãi theo con. Con hằng tin yêu cuộc đời con luôn có Ngài. Tiếp theo, Mai Thiên mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Đời sống các thánh, 118 vị tử đạo Việt Nam. Lắng nghe lời con.
Phêrô Nguyễn Văn Liệu, linh mục 1812-1861. Thánh Phêrô Nguyễn Văn Liệu sinh tại Gò Vấp, tỉnh Gia Định, trong một gia đình công giáo tốt lành. Được tiếp nhận một nền giáo dục vững vàng trong đức tin và một đời sống đạo đức, ngay từ nhỏ, cậu đã nhiều lần ngỏ ý ao ước được dâng mình cho Chúa, theo đuổi lý tưởng linh mục. Tới tuổi trưởng thành, cậu được phép cha mẹ dâng mình cho Chúa, vào chủng viện và được bề trên gửi đi du học tại Penang, Mã Lai. Tại Penang, thầy sống một đời sống gương mẫu về lòng đạo đức cũng như chăm chỉ học tập. Cha Thuyết là bạn đồng môn với thầy tại Penang, nói về thầy rằng tôi thấy thầy Lưu rất chăm học, lại giữ luật lệ rất nghiêm ngặt, sốt sáng đọc kinh và sốt sáng lãnh nhận các bí tích một cách đều đặn. Tính tình rất nghiêm thẳng, thích giúp đỡ bạn hữu, không bao giờ ca thán hay làm mất lòng ai. Khi đã học xong chương trình triết và thần học, năm 1844, thầy được bề trên gọi về cho lãnh các chức nhỏ tại Lái Thiêu và lãnh công tác đi dạy giáo lý cho các tân tòng. Sau đó thầy lãnh chức phó tế, rồi đi giúp Cha Thuyết là bạn học nhưng được chịu chức linh mục trước tại họ đầu nước. Cha Thuyết nói rằng trong thời gian giúp ngài tại họ đầu nước, thầy phó tế Nguyễn Văn Liệu luôn là mẫu gương đạo đức cho mọi người, không ai chê thầy điều gì cả. Sau đó thầy Phêrô Nguyễn Văn Liệu được lãnh chức linh mục, rồi được bổ nhiệm phụ trách mục vụ các sứ đạo như Mạc Bắc, Vĩnh Long, Sa Đéc, Mỹ Tho. Ở đâu cha cũng chu toàn bổn phận một cách hoàn hảo, chu đáo, đáng khen. Cha chú trọng vào công việc giảng dạy giáo lý, đi thăm các gia đình, lui tới thăm viếng và an ủi những người đau ốm hay cao niên trong sứ đạo. Có lần cha dám liều vào nhà tù thăm viếng và khích lệ những tín hữu bị bắt vì theo đạo. Cha khuyên nhủ họ rằng, bằng cách này hay cách khác, chúng ta đều phải chết. Vì thế anh em hãy can đảm theo chân Chúa Giêsu. Được chết vì Chúa, vì đạo là điều hạnh phúc nhất. Anh em hãy cầu nguyện và tin vào lòng xót thương của Chúa. Chúa sẽ ban thêm sức mạnh để chúng ta thắng vượt mọi khó khăn. Nhờ lòng nhiệt thành và can đảm như vậy mà giáo dân ai cũng thân quen, gần gũi cha, thương mến và coi cha như người cha trong gia đình. Năm 1853, đã có lần cha thoát chết một cách rất hy hữu. Lúc đó, cha đang là cha xứ ở Mạc Bắc. Vừa được lệnh chuyên chuyển đi xứ khác, thì quan trấn thủ Vĩnh Long được mật báo, đem quân đến vây bắt cha. Không bắt được cha, họ bắt cha Philippe Phan Văn Minh và ông trùm du xe Nguyễn Văn Liệu để thế mạng. Đến năm 1860, cha Phêrô Nguyễn Văn Liệu đang coi sóc xứ Ba Dòng thì quan trấn phủ ra lệnh bắt tất cả những người theo đạo ở Xoài Mút và Ba Dòng gần Mỹ Tho đưa về giam chung ở tỉnh. Trong hoàn cảnh đau thương này, cha đã bỏ tiền đút lót với lính canh và khôn khéo thưa trình với thượng cấp. Cha thường cải trang lén lút vào thăm viếng an ủi những con chiên bị bắt bớ vì đạo. Khi thì cha tới khuyên bảo họ giữ vững đức tin, khi thì đưa mình Thánh Chúa cho họ rước lễ. Một hôm vì sơ ý nên quan thanh tra trại giam nghi cha là linh mục nên ra lệnh bắt cha. Trước mặt các quan, cha khôn ngoan trả lời để không ai vì cha mà phải phiền lụy. Quan hỏi ngài, ông theo đạo Công giáo có phải không? Cha thẳng thắn đáp, phải, tôi là người theo đạo Công giáo. Quan hỏi, ông có phải là đạo trưởng không? Cha đáp, phải, tôi chính là đạo trưởng. Quan hỏi, ông đã ở đâu và trong những làng xóm nào? Cha đáp, tôi không có nơi nào nhất định. Đi đây đi đó, nơi nào có người Công giáo thì tôi lui tới để thăm viếng họ. Quan lại hỏi, thế cha mẹ anh em ông ở đâu? Cha nói, cha mẹ anh em tôi chết cả rồi, tôi chỉ có một mình. Quan hỏi, ông có đi du học Tây Phương về không? Cha đáp, tôi không đi du học Tây Phương, nhưng tôi du học tại đảo Penang ở Mã Lai. Quan hỏi, ai đã phong chức đạo trưởng cho ông? Cha đáp, Đức cha Dominic. Quan hỏi, bây giờ ông ấy ở đâu? Cha đáp, ngài theo lệnh vua trở về Tây Phương rồi. Sau cuộc phỏng vấn, các quan khuyên cha bỏ đạo, cha dõng dạc trả lời, thưa các quan, đạo đã ăn sâu vào tận xương tủy của tôi rồi, làm sao tôi có thể chối đạo được?
người giáo dân hay thầy giảng còn không dám bỏ đạo, làm sao một đạo trưởng như tôi lại dám bỏ đạo? Sau đó các quan nói về vụ liên quân Pháp và Tây Ban Nha đến tấn công tại Đà Nẵng và yêu cầu cha Liệu đi gặp họ để xin họ rút quân. Cha Liệu trả lời cha không liên hệ gì tới chiến tranh, lại không có quyền gì để nói chuyện với những người ngoại quốc này. Nghe cha nói, các quan lại trở lại việc khuyên dụ cha bỏ đạo. Các quan dọa nạt cha rằng, theo luật pháp nhà nước, tội ông rất nặng, ông hãy bước qua thánh giá và bỏ đạo, thì hoàng đế sẽ ra ơn, giảm án và trọng thưởng, bằng không thì tội ông phải chết. Một lần nữa, với giọng cương quyết, cha đáp, tôi giữ đạo từ bé, đạo không dạy tôi điều gì trái với luật lệ quốc gia, còn điều các quan khuyên tôi thì lại trái ngược với lẽ phải, tôi không thể theo lời các quan được. Thấy không thuyết phục được cha, các quan ra lệnh giam giữ trong tù, cổ đeo gông, tay xiềng xích. Nhưng cha luôn tỏ ra vui vẻ, tươi cười và mau mắn khích lệ những tín hữu cùng bị giam. Cha luôn xuất sáng cầu nguyện, và mỗi khi cầu nguyện thì cha quỳ trên nền nhà tù ẩm ướt. Còn thời giờ thì cha đan giỏ, bán lấy tiền giúp các bạn tù. Lâu lâu cha lại bị kêu ra đánh đòn, tra khảo, dọa nạt cùng với những con chiên của cha. Dù bị đánh đập tàn nhẫn, bị hành hạ xiềng xích, gông cùng đói khát khổ nhục, cha vẫn một lòng cương quyết không bước qua thánh giá, không bỏ đạo và luôn xưng mình là linh mục. Quan khuyên và ép buộc ngài bước qua thánh giá, ngài lại dõng dạc trả lời như mấy lần trước: đạo đã thấm nhập vào trong xương tủy của tôi, làm sao tôi bỏ được? Và lại, một người tín hữu bình thường, một thầy giảng còn không bỏ đạo, huống nữa tôi đây là một đạo trưởng, một linh mục. Sau một thời gian giam giữ với hy vọng cha sẽ bị lung lạc ý chí mà bước qua thánh giá để bỏ đạo, nhưng các quan đều thất vọng vì không thể khuyên dụ được cha. Quan đầu tỉnh Mỹ Tho bực tức liền tuyên án tử hình bằng cách chém đầu. Nhận được tin sẽ bị chém đầu vì không bỏ đạo, cha vui mừng cảm tạ Chúa đã ban cho cha được đổ máu làm chứng cho đạo Thánh Chúa. Cha dọn mình xuất sáng và khuyên bảo những người cùng bị tù đày hãy luôn vững tin và trông cậy nơi Chúa. Để thi hành án lệnh, sáng sớm, lúc 8 giờ ngày 7 tháng 4 1861, quan trấn phủ sai một tên lính tới nhà tù tuyên đọc bản án, rồi tháo gông, tháo xiềng và áp giải cha Phêrô Nguyễn Văn Liệu ra công đường. Tại đó, quan giám sát tên là Thôn Phan Chan cùng với đoàn quân hùng hậu gồm 50 binh lính gươm giáo xếp thành hàng hai tiến ra pháp trường. Pháp trường ở ngoài thành, ngay trên con lộ từ Mỹ Tho đi Sài Gòn. Trước khi bị hành quyết, cha Phêrô Nguyễn Văn Liệu quỳ cầu nguyện chừng 10 phút. Đội lý hình chuẩn bị sẵn sàng, đợi ba hồi chiêng trống nổi lên. Dứt tiếng chiêng cuối cùng thì tên đao phủ lành nghề vung gươm lên cao, chém một nhát đứt đầu, rồi mọi người hoảng hốt bỏ chạy vì sợ hồn người chết nhập vào. Sau một lúc thì chỉ còn lại một tên lính gác. Từ xa xa, một nhóm giáo dân 10 người xông tới thấm máu và xin nhận xác. Thi hài vị chứng nhân đức tin được các tín hữu thu lại, đem về an táng chung với gông cùm và một chiếc bình đất vấy đầy máu cha. Sau này, giáo dân Mỹ Tho đã cải táng đưa về, đặt tại bàn thờ chính Thánh đường Mỹ Tho. Tới năm 1960, lại một lần nữa hài cốt của ngài được rước về nhà thờ chính tòa Sài Gòn. Đức Giáo Hoàng Pio X đã suy tôn cha Phêrô Nguyễn Văn Liệu lên bậc chân phước ngày 2 tháng 5 1909, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tôn phong ngài lên hàng ngũ các bậc hiển thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 1988. Sau hết, mời quý vị cùng Mai Thiên theo dõi chuyên mục Lắng Động Trong Ngày. Thank you.
treo đứng trên cây thập giá. Hơi thở thoi thóp dõi mắt nhìn đời. Mọi người đi qua khinh chê ruồng rẫy, nhào báng chê cười, ôi nhục thay. Có người treo đứng trên cây thập giá, chịu chết hy sinh cứu chuộc trần gian. Người đã giang tay ôm nhân loại tội lỗi, người mang thương tình cho chúng ta được chữa lành. Vào cuối tháng 7 năm 1941, một tù nhân đã trốn khỏi trại tập trung Đức Quốc xã Auschwitz. Theo quy định của những người Đức Quốc xã đang điều khiển trại, cứ một tù nhân đào thoát thì 10 người khác phải thế nạn. Duyệt qua khu biệt giam, viên chỉ huy Fritz trỏ tay vào hàng rào các tù nhân và ông đếm từ 1 đến 10. 10 người bị tử thần chiếu cố đã lần lượt tiến đến trước mặt người đồ tể. Người thứ 10 đứng cạnh cha Maximiliano Kolbe chợt la lên thảm thiết: "Vợ tôi, con tôi, trời ơi! Tôi sẽ không bao giờ gặp được vợ con tôi nữa." Cha Maximiliano Kolbe đã kéo người tử tội thứ 10 đó lại và ngài tiến ra đứng thế chỗ anh. Sau này, Francis Kazonikwit, người đàn ông đã được cha Maximiliano Kolbe chết, đã kể lại: "Tinh thần trong trại thay đổi hẳn. Sự kiện này đã tạo ra một ấn tượng cao đẹp và sâu xa. Vị linh mục dòng Francisco đó không những chỉ chia sẻ cho các bạn tù một bão bánh, vài muỗng súp, nhưng đã chính mạng sống của mình để chuộc mạng cho người khác." Liên tiếp trong 2 tuần, cha Kolbe đã phải nhịn đói, nhịn khát để chờ chết. Cơn hấp hối kéo dài quá lâu, khiến những người Đức Quốc xã không thể chờ đợi được. Sau cùng, viên lý hình đã kết thúc cuộc đời của cha bằng một mũi thuốc độc. Thân xác của cha đã được hỏa táng và tro tàn đã được rắc trên đồng lúa như phân bón. Nguyện ước thiếu thời của cha đã được thành tựu. Tôi ước ao được hóa thành tro bụi vì đức trinh nữ vô nhiễm nguyên tội. Ước gì tro đó được reo rắc khắp nơi trên thế giới, để không còn một mảnh thi hài nào còn sót lại. Quý vị và các bạn thân mến, nhà tù nào cũng có thể là một hỏa ngục của hận thù, của ích kỷ, của phản bội. Có lẽ nhiều người Việt Nam đã và đang trải qua những hành hạ dã man gấp bội phần những gì đã diễn ra trong các trại tập trung thời Đức Quốc xã. Nhà tù có thể là hỏa ngục, nhưng cũng có thể là thiên đàng của hy sinh nhẫn nhục, yêu thương tha thứ quảng đại. Biết bao nhiêu hoa thơm đã chớm nở trong cảnh khốn cùng ấy. Khốn khổ càng nhiều, hy sinh càng cao. Không có tình yêu nào cao quý bằng tình yêu của người thí mạng sống mình vì người mình yêu. Chúa Giêsu đã tuyên bố như thế, và Ngài đã đi đến cùng cam kết của Ngài. Cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá không những là sự thể hiện của sự độc ác dã man của con người, nó còn là dấu chỉ của mối tình của một người đã yêu và yêu cho đến cùng. Cái chết hy sinh vì người khác, Chúa Giêsu muốn luôn được tiếp tục qua cuộc sống của người Kitô. Đã có rất nhiều người đã lặp lại cái chết đó qua suốt dòng lịch sử của giáo hội, và hiện nay còn biết bao nhiêu người vẫn còn tái diễn cái chết đó qua những hy sinh hàng ngày của mình. Ôi
thập tư mà Chúa đã chết đau thương, nay trở thành nguồn ơn cứu. Radio Tin Mừng xin tạm dừng tại đây. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ email radiotinmung@gmail.com. Mai Thiên thân ái tạm biệt. Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con luôn biết đem niềm vui và sự bình an đến cho mọi người. Ôi thầm tư, thật ra Chúa Kitô nên nguồn ân phúc. Ôi thập tự, thập giá vinh quang, Chúa đã phục sinh khai hoàng. Ôi thập tự, thập giá vinh quang, Chúa đã phục sinh khai hoàng.